90% người Việt không biết điều này. Nước ta còn có vua Hùng thứ 19. Nước Văn Lang xưa có 18 đời vua Hùng. Thế nhưng, truyền thuyết cho biết còn có một vị vua Hùng nữa bị lãng quên. Ông chính là con trưởng của Hùng Duệ Vương, tên Hùng Kính Vương. Ông chỉ trị vì được 6 năm thì mất. Hùng Duệ Vương trở lại ngai vàng lần thứ 2, sau đó truyền ngôi cho con rể là Nguyễn Tuấn, tức Sơn Tinh. Tuy chỉ tại vị 6 năm, nhưng Hùng Kính Vương nổi tiếng thông minh tài trí. Giang hồ đồn, bấy giờ có người dân sở hữu một con ngựa đen rất đẹp. Một viên quan nhìn thấy và rất thích, cậy quyền cướp mất. Người dân cầu xin Hùng Kính Vương phân giải. Vua gọi viên quan đến, nhưng hắn quả quyết mình mới là chủ sổ hụi. Vua quyết định giữ ngựa lại cho cả hai về nhà. Đến chiều, vua thả ngựa ra ngoài rồi âm thầm đi theo, thì thấy nó đi một mạch về nhà người dân kia. Sáng hôm sau, vua xử cho người dân thắng, phạt viên quan nặng. Từ đó mà dân gian có câu: ngựa quen đường cũ.